quá mệt mỏi rồi, chia tay đi. Anh, em hứa em sẽ thay đổi mà, anh đừng có bỏ em mà. Không có hứa gì hết á, tôi chỉ tin những gì tôi thấy thôi. Dịch mà cũng biến thành thiên nga hả? Về ngủ rồi nằm mơ đi. Anh đừng có bỏ em mà. Buông ra. Ê kìa, mày làm cái gì vậy? Kệ tao. Được. Rồi mày sẽ phải hối hận. Đúng. Tao hối hận vì tao đã không chia tay cô ta sớm hơn. Mày muốn trang miệng hả? Tao nhường. Kê phai. Anh thôi. Tin tôi không? Tôi tin. Được. Theo tôi. Chút xíu là anh không nhận ra em luôn á. Qua bên bàn anh ngồi chung với luôn nha. Ok anh. Đi. Xin giới thiệu với tụi bay, cô gái nãy giờ mình bàn tán đó chính là bạn gái tao. Đúng. Tôi là bạn gái của anh ấy. Nhưng mà là bạn gái cũ. Cũng nhờ anh ấy mà tôi mới có ngày hôm nay. Cảm ơn anh nhiều, anh Tuấn à. Giờ tao cũng muốn nhắc cho mày nhớ một điều. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm gì. Còn bây giờ thì đừng tìm tôi nữa. Tôi cũng ngày xưa chết rồi. Loại đàn ông vô liêm sỉ như mày thì em ghê. Love you, Bonnie.